máy cứu ngài Khánh Thiện, phát minh sáng chế độc quyền đầu tiên trên thế giới. Mỹ thông báo sẽ viết từ kỳ thay vì Tokyo khi đề cập thủ Nhĩ Kỳ theo đề nghị từ Ankara nhằm tránh gây nhầm lẫn với từ gà Tây. Trong thông báo ngày 5 tháng 1 về các biện pháp chặn nguồn tài chính cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến hành động chung giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng viết là Turkey Yay thay cho Turkey. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cách viết Turkey không bị cấm bởi từ này đã quen thuộc với công chúng Mỹ. Trước đó, Lầu Nam Góc đã viết Turkey Yay trong một thông báo hồi tháng 8 về nội dung điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhiều năm qua đã thúc đẩy đổi tên đất nước vì cho rằng cái tên Türkiye sẽ thể hiện tốt hơn về giá trị văn hóa quốc gia. Tháng 6 vừa qua Liên hợp quốc cũng đã chấp thuận đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc đổi tên nước từ Turkey thành Türkiye.